Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP, các kho ở thị trường miền Bắc thông báo đến khách hàng tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng trên 1 kg đối với giá heo hơi xuất chuồng bán ra. Và hiện nay, giá của các kho phổ biến từ 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Chính vì sự giảm giá này đã khiến cho thị trường ở miền Bắc trong những ngày qua gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiêu thụ. Bởi lượng heo xuất chuồng của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn ra đều đặn. Dịch tả lợn châu Phi cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi, khiến cho các hộ chăn nuôi bán tháo chạy đàn cũng khá nhiều. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương hay đối với khu vực Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá phổ biến từ 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 56 cho đến 57.000 đồng. Riêng chỉ có Quảng Ninh, khu vực Đông Triều, nhiều nơi báo giá 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Ngay các tỉnh như Tuyên Quang trong ngày hôm nay, phần lớn các hộ chăn nuôi báo giá 56 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ cũng có mức giá tương tự. Tuy rằng giá heo hơi có xu hướng giảm ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, nhưng heo giống vẫn tăng do nhiều hộ tái đàn để chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện tại, nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc như khu vực Thái Bình, Nam Định, Hải Dương hay đối với một số địa phương như là Vĩnh Phúc, Hà Nam, heo giống dòng siêu có mức bình quân 1,3 cho đến 1,5 triệu đồng trên một con với biểu cân từ 7 cho đến 8 kg trên một con. Đây được coi là mức cao ở thời điểm hiện tại. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, hầu hết phần lớn các địa phương đều đang dưới 60.000 đồng trên 1 kg và phổ biến xoay quanh khung giá từ 55 cho đến 58.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Một số địa phương như Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Nhưng nhiều địa phương khác đã dưới mức giá này, đặc biệt là khu Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngay như Quảng Nam, Quảng Ngãi trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi đa phần báo giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bình Định và Phú Yên cũng có mức giá 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Nhiều địa phương ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng khá ảm đạm. Khu Lâm Đồng có mức bình quân 56 cho đến 57.000 đồng. Các địa phương còn lại ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam theo ghi nhận trong ngày hôm nay cũng không mấy khả quan khi mức bình quân ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Mức giá này rơi vào cả khu miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Ghi nhận trong ngày hôm nay một số địa phương ở thị trường miền Đông như khu vực Đồng Nai, Tây Ninh hay đối với khu Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Bến Tre trong ngày hôm nay ở mức 55 cho đến 56.000 đồng. Các khu vực khác như Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Bạc Liêu hay khu vực Long An và Vĩnh Long cũng có mức giá gần như tương tự. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo hơi được cập nhật mới nhất ở các địa phương trên phạm vi cả nước trong ngày hôm nay như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá dao động từ 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg đối với những đàn heo đẹp. Heo xấu ở mức 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu vực Ba Vì, Ứng Hòa có mức giá 57.000 đồng trên 1 kg. Mỹ Đức vẫn duy trì mức giá cao, dòng siêu ba máu loại 1 các hộ chăn nuôi báo giá 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương có mức giá bình quân từ 56 cho đến 58.000 đồng. Ghi nhận trong ngày hôm nay, ở huyện Cẩm Giang của tỉnh Hải Dương, các hộ chăn nuôi báo giá 57.000 đồng. Hải Phòng ở mức 58.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Hưng Yên duy trì mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó, Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Tam Xương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay đạt bình quân 57.000 đồng. Lập Thạch có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg.
Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Ghi nhận các hộ chăn nuôi báo giá ở khu Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh trong ngày hôm nay đạt bình quân 57.000 đồng. Nam Định, đối với heo đẹp có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, máng nước chỉ bán được mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay đạt bình quân 56 cho đến 57.000 đồng. Ghi nhận ở huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình, các hộ chăn nuôi chỉ báo giá 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Hà Nam ở mức 55 cho đến 57.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, phổ biến khung giá từ 57 cho đến 59.000 đồng. Ghi nhận của Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay vẫn có bình quân 58 cho đến 59.000 đồng đối với dòng sia ba máu loại đẹp, còn loại xấu thì ở mức 57, thậm chí nhiều nơi chỉ có giá 56.000 đồng tùy thuộc vào chất lượng của heo. Trong khi đó, Thái Nguyên có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Ghi nhận khu vực Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên, dòng sia ba máu loại đẹp có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay bình quân 57.000 đồng, khu vực Thanh Sơn, Thanh Thủy ở mức 57.000 đồng. Đoan Hùng trong ngày hôm nay cũng duy trì trong khung giá như vậy. Tuyên Quang, nhiều nơi báo giá khu vực Yên Sơn có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh ở mức 57 cho đến 59.000 đồng. Nhiều khu vực Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng trong ngày hôm nay. Bắc Cạn ghi nhận mức giá 57.000 đồng. Khu vực Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, những đàn heo đẹp vẫn xuất bán được với mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó, khu vực Lào Cai và Yên Bái ở mức 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Lục Yên của tỉnh Yên Bái ở mức 56.000 đồng. Nếu ở huyện khác có mức giá cao hơn thì các bạn hãy comment ở phía dưới để mọi người cùng tham khảo. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Hà Giang, khu vực Quảng Bạ và Vị Xuyên trong ngày hôm nay bán được mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng ở mức 56 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Giang, heo đẹp ở mức 58.000 đồng trên 1 kg. Heo xấu mà lợn trắng thì ở mức 55 cho đến 56.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc ghi nhận khu vực Sơn La có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay ở mức 57.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương là Lai Châu và Điện Biên đối với lợn trắng có mức bình quân 58.000 đồng trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực miền Trung ghi nhận khu vực Thanh Hóa cao nhất đạt 58.000 đồng. Như khu vực Vĩnh Lộc trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá heo đẹp 58.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An ở mức 56 cho đến 58.000 đồng. Đặc biệt, ghi nhận khu vực Nghĩa Đàn và Tân Kỳ có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng đối với heo đẹp. Hà Tĩnh 56 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam 56 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Quảng Ngãi trong ngày hôm nay bình quân 57.000 đồng. Bình Định ở mức 56.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận trong ngày hôm nay hai địa phương đó là khu vực Hoài Nhơn và Phú Cát báo giá 56.000 đồng. Phú Yên ở mức 56.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 56.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận cũng không có sự thay đổi với mức bình quân 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên có Lâm Đồng ở mức 56 cho đến 57.000 đồng. Các địa phương khác ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Như khu vực Gia Lai, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực An Khê của tỉnh Gia Lai ở mức 56.000 đồng. Kon Tum có mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Đắk Nông ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, Đồng Nai có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Định Quán của tỉnh Đồng Nai cao nhất đạt 57.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 56 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng ở mức 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Bình Phước 57.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương trong ngày hôm nay cũng ở mức 56 cho đến 57.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Phú Giáo của tỉnh Bình Dương đang có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ ghi nhận,
Cà Mau duy trì mức giá 56 cho đến 58.000 đồng, khu vực Bạc Liêu ở mức 57.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng, khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang ở mức 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Bến Tre 55 cho đến 56.000 đồng, khu vực Cần Thơ trong ngày hôm nay ở mức 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 56.000 đồng, An Giang trong ngày hôm nay báo giá 57.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp có mức giá 56.000 đồng, Long An ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang 56 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, tỉnh Kiên Giang, các hộ chăn nuôi báo giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.